Này like trên Facebook đi cho nhiều người coi. Gì? Âm thanh các bạn nghe rõ không? Cái gì giúp mình share rồi nhé, giúp mình share đi để cho nó đông đông câu like cái coi, tại cũng lâu rồi không hoạt động. Tạm thời thì cái CC 07 mình vẫn chưa thấy nó ổn định, tại vì cũng nó chưa có ra cập nhật bản ví dụ CC 2017.5 chẳng hạn vậy, như giống cái bản hồi trước đấy 2015.5. Bây giờ để cho nó đều đều cái lại gọi là CC 2017.7. Nếu có hỏi thì các bạn cứ đặt nhé. Bữa nay mình sẽ trả lời tất cả cái inbox, những câu hỏi trong bên phần inbox, và mình sẽ làm cái bộ số lịch 2017. Nhiều bạn yêu cầu làm kiểu như là tặng gấu kiểu. Tại bữa nay đang bận quá, thành ra là chưa có làm được. Rồi, tuần vừa rồi á, thì mình đi công việc với lại cả đi du lịch nữa, thành ra là mất nguyên một tuần. Có thể thấy là từ 25 tháng 11 vẫn chưa, mình chưa trả lời câu hỏi từ 25 tháng 11. Bữa nay là bao nhiêu tháng 12 rồi? 8 hay là 8 tháng 12 rồi, lâu lắm rồi. Nên mình sẽ vô mình trả lời luôn ha. Đây có một câu hỏi bạn đang trên phần comment trên này, thì đang là blend màu Instagram đi anh. Blend màu thì mình sẽ để sau nhé. Nào mà đánh giá giúp em. Ok, đánh giá. Một bạn đầu tiên là quân Hexis. Đọc sao nhỉ? Đây, mình sẽ zoom nhỏ lại. Rồi. Với hình này, hồi nãy các bạn đánh giá là ok chưa? Đối với mình á, có một cái lỗi thứ nhất. Chúng ta cứ theo cái trình tự là người trước cảnh sau nhé. Như trên người á, là các bạn thấy là coi như là ổn đi, tại vì những cái hình khối trên khuôn mặt chú rể này là giảm bớt đi rồi thì nó cũng đỡ. Với lại những cái lá, các bạn đây có xóa cả những cái lá này nữa thì khá là kỹ rồi. Phần bên này cũng xóa khá là kỹ. Các bạn thấy nó không có bị dơ dơ như thế này nữa, nó sạch sẽ hơn, thoáng hơn. Như là ví dụ như là làm kỹ hơn chút nữa trên cái phần lá cây mà nó bị kiểu nguyên cái đục lỗ rồi nè. Lại bên này thì nó bị như vậy là tất nhiên rồi, nhưng mà vấn đề á, là nếu mà làm
làm bên Facebook á, thì nhiều người xem hơn, nhiều người xem hơn thì mình sẽ được nhiều like hơn. Có cái là like này thì YouTube nó không có tính, không tính lượt view, tất nhiên là không có không có money gì, nhưng mà không bao nhiêu, cho nên là kệ đi. Chúng ta quay lại nhé. Ở đây á là phần da là coi như ok đi, có điều là có vẻ như là phần da bên mặt chú rể này thì hơi trắng một chút. Và cái phía dưới này có cái gì này, cái nhọn nhọn hình như là cái một cái lá cây bị bẻ gãy đi, có thể là cái phần này chúng ta cũng xóa đi để cho nó đỡ bị gây thắc mắc. Rồi trên người chú rể có thể thấy có một cái lỗi, đó là cái cà vạt nó nằm chìa xuống phía dưới, nó khá kỳ, cho nên là nếu được thì xóa luôn, nếu được thì xóa luôn để nó gọn gàng, nó đẹp hơn, nó không có bị gây cái hiểu nhầm hay là thế nào cả. Rồi quên, đây mình sẽ comment nha ha. Xóa phần đuôi cravat, cravat viết sao nhỉ, cravat vậy đúng không? Rồi sao đấy nhỉ, phần da chú rể có vẻ hơi trắng đúng không? Và vấn đề là mình cảm thấy cũng khá là ổn rồi, tại vì nếu như mà làm hồng lên thì nhìn chú rể sẽ hơi kỳ. Phần váy đây mình không có coi cái chất lượng cao hơn được, cho bạn Đinh Mạnh Tùng. Rồi phần váy á, thì đây mình không có coi zoom vô để coi được, cho nên là mình nghĩ là khá ổn. Nhưng mà hy vọng là cái texture, tức là cái vân của cái váy, cái von này nhìn nó vẫn còn ha. Tại vì đa phần những cái hình này thì đa phần người ta sẽ in ra, cho nên là nếu như chúng ta không để ý cái phần mà nó trắng như vậy á, thì nhiều khi nó in ra nó thành nguyên cái cục, nguyên cái cục màu luôn thì nhìn nó hơi kỳ. Rồi tiếp theo, phần tay phần da ổn ha, các bạn thể thấy là hơi có cái vết ở trên tay, ở đây bạn cũng xử lý rồi. Cá nhân mình cảm thấy bạn này xử lý khá là kỹ, còn lại là khá ok đó. Xong rồi cravat còn lại ổn. Hy vọng là bạn bỏ qua mình vì cái tội 25 tháng 11 tới giờ mới trả lời tiếp. Ôi bạn này gửi nhiều thế, thật thật. Đây mình trả lời rồi, đâu rồi? Xuất hiện trên Google này, trả lời rồi. Đây cover được không anh? Cover như thế này hả? Cá nhân mình nghĩ cover như thế này là ổn đi, nói chung là ổn đi, tại vì nếu như mà với trình độ mới nhà học để vui chơi thôi, như vậy là khá ổn rồi. Trên tay đây là, không xa chính tả, trình tân tính. Cái trò này quen này ha, tự thêm dấu xanh. Xong đá phi phá vô tư, nói chung là ổn rồi. Chưa nên tính là chắc bạn không có coi lại đâu nhỉ, nói chung là ổn rồi, mình chắc không trả lời làm gì. Ad ơi, em cài Photoshop 2017 nó báo lỗi này rồi, lỗi này là lỗi gì đây? Missing from reintegration, đại khái là nó đang là hỏi cái APIMS Win CRT Runtime. Có thể là bạn copy cái tên APIMS Cut Win Control Time này, nó đó tìm trên máy hoặc là tìm trên một máy khác á, các bạn sẽ copy và paste vào trong cái máy của mình thì nó sẽ gì anh Nguyên Khôi hỏi khi nào máy tắt là sao? Anh Nguyên Khôi đề nghị không chơi Angry nữa nha, không chơi Angry nhé, chơi chơi xấu anh em. Rồi nói chung là các bạn sẽ search cái file APIMS Win CRT Runtime L1 này trên Google á, thì đa phần người ta sẽ share cái file này, các bạn tải về thì các bạn sẽ bỏ vào cái đường dẫn trong cái phần cài đặt Photoshop thì nó sẽ ok thôi. Lại hay nó lỗi một cái lỗi file thôi, mà thiếu file thôi. Lại là lỗi file mình, hình như là nếu bạn cái CC 2017 này nó không hỗ trợ cho Win 7 thì phải đúng không? À đúng là không hỗ trợ cho Win 32 bit. Không hỗ trợ Win 32 bit, nhiều khi là bạn cài vào cái máy Win 32 bit thì nó sẽ báo lỗi, thì nó sẽ không có được ổn. À bữa nay Alan Walker livestream hả?
Lại luôn. Anh Nguyên Khôi stop vậy không ơi. Vlog bây giờ. Chơi, chơi Angry. Anh tạo một background cho hình này đi. Background cho hình này là sao vậy? Nói chung là không hiểu. Không hiểu thôi. Xin. Rồi. Được rồi, 26 tháng 11 trên YouTube thấy mấy video của S hay lắm, giờ anh cũng định làm giống vậy, share những phần mềm để xài được không? Phần mềm mình xài là Photoshop nha. Xong cái phần mềm mà mình quay lại Camtasia. Đó, đây có hai cái phần mềm mình sử dụng thôi. Khá là nhanh. Rồi, phải các bạn Photoshop CC 2017 Portable 32 bit không? CC 2017 không có không hỗ trợ 32 bit nha. Đại khái là vậy, nó không hỗ trợ 32 bit, thì ra là cài cho 32 bit thì nó lỗi là chuyện tất nhiên rồi. Phúc Sam like, ok mình cũng sẽ like lại. Không hiểu bạn hỏi cái gì. Rồi Trần Văn Mạnh. Cài thêm thôi. Anh có thể giúp em làm nét mấy cái ảnh được không? Làm nét ảnh YouTube. À, mình sẽ vào YouTube ha. Mình sẽ lấy cái video làm nét ảnh. Sẵn đây mình cũng chỉ cho các bạn cách search nha. Cách search trên cái channel của mình á, một là các sử dụng trên này là bình thường rồi ha, còn sở chính xác trong channel của mình thì các bạn có thể thấy là nó có cái hình kính loop này này, click nhiều cái rồi thôi. Làm nét ảnh. Úp, nó sẽ ra và chúng ta sẽ đây làm nét ảnh đây rồi copy rồi này, gửi cho bạn đường link này tại vì bạn không chịu Google trước khi hỏi. Bóng bánh 27 tháng 11. 27 tháng 11 đây. Anh chỉ cho em chạy file setup Photoshop nó cái báo như này. Báo như này là báo sao? Để coi thử coi. Cannot continue with damage. File file cài bị lỗi. Bạn tải lại nhé. Là được rồi. Tại vì cái này mình cũng chỉ sợ dựa theo cái thông báo của thằng Photoshop này ha, nó báo là file bị lỗi, file bị có vấn đề gì đó. Thì đây fix lại thôi, tải lại. Rồi. Anh có làm được cái này không? Cái này là cái gì? Đột kích hướng dẫn cài đặt Bandicam để quay clip crop file. Làm cái này là làm cái gì trời? Hướng dẫn cài đặt Bandicam. mình không hiểu lắm. Quay màn hình thì thôi hỏi lại bạn đi. Quay màn hình hả bạn thôi. Rồi Huy Phạm 6 câu. Chào bạn, mình xem qua clip này mình chưa chịu lắm. Chịu đích tạo layer mask. Đâu rồi? Đây là layer 12-25. Rồi đó, mình để cho cái chữ. 12-25. Đâu rồi? 12 phút 25 giây. Đấy, mình sẽ sợ tới 12, 12 phút 25 giây. Và chúng ta vào filter lên cả sẽ lên và bạn sẽ cao lên chút xíu này. À, cái này mình hiểu rồi. Tức là cái lúc mà mình chọn tạo cái layer mask á, tạo layer mask để ở đây để cái lúc mà mình Gaussian blur nó không có bị blur ra phía ngoài này, tại vì các bạn biết mà nếu như ta không có cái giới hạn lại cái layer của mình á thì khi mà mình chọn cái Gaussian blur thì nó sẽ mờ hết tất cả luôn chứ nó không có giữ cái biên như thế này, đúng không? Để nó không có để nó không bị mờ biên. Không bị mờ biên của khung chữ nhật. Đại khái là mình chỉ muốn làm mờ ở phía trong thôi. Làm mờ cái hình này mà ở phía trong cho nên là đó thì đó là lý do. Like Facebook lag không xem được. Chắc lag thì có thể là cái này mình cũng vò tay tại vì nhiều bạn yêu cầu là làm
livestream trên Facebook đi để cho dễ coi. Mình cũng nghĩ là sau này chắc mình cũng chỉ livestream ở trên livestream trên YouTube thôi. Còn hiện tại trên Facebook á, cái hỗ trợ livestream nó cùi bắp á. Rồi, bạn Đỗ Xuân Quang bạn hỏi anh ơi Vector Magic đòi key mới xài được hay có key không? Ở trong cái folder mà tải Vector Magic về á, là mình có thêm cả cái key trong đó rồi. Các bạn cứ mở cái key lên xài thôi. Nếu như mà để tốt nhất á, thì bạn tải cái file đó bằng Internet Explorer hoặc là Firefox á, để nó không có bị xóa cái file key đó đi. Còn không thì các bạn tải về thì nó sẽ tự động nó xóa mất cái đó. Thì nhiều bạn hỏi cái vấn đề đó quá thì đây mình sẵn mình trả lời vậy luôn. Sử dụng Internet Explorer hoặc là sử dụng cái Firefox. Firefox thì khi tải về nó sẽ giữ nguyên. Rồi, đây có một bạn hỏi Silent Tea Beside You. Rồi, mình có một cái logo muốn nhờ bạn giúp mình chỉnh sửa chữ được không? Bạn mình kéo dài đuôi chữ C trong ảnh, kéo dọc giữa surface. Đây, chữ C. À đây, thấy bạn vẽ ra này. Với những cái yêu cầu nhờ thì mình bó tay rồi nha. Cho nên là ở đây mình sẽ xin rất xin lỗi bạn là bị Silent Beside You. Rồi em chào bác, có thể làm vài hướng dẫn hiệu ứng giải màu RGB chạy từ trái sang phải kèm chữ nháy không ạ? Đây là sao? Đây bạn có kèm cái link. Thôi gì đây? Cloud thôi 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 thôi. Cái link mà nó cứ bị vậy thì thôi. Bye bye, xin lỗi bạn Lê Mạnh Phú nhé. Rồi Cường Clan. Em ơi, anh hỏi này được không? Trong video này họ làm cách gì mà bôi được cái gradient tool vào clear mask vẫn chọn được nhiều thế? Thật sự là em chưa hiểu lắm cái câu hỏi của anh Cường. Rồi, anh Cường đây mình sẽ có mở này, Nightclub 4 7 47 7 phút 47. Ơi ta tiện 7 phút 47. Giải màu đâu nhỉ? Là sao? Làm cách gì để bôi được cái gradient tool vào cái layer mask mà vẫn chọn được? Gradient tool vào cái layer mask mà vẫn chọn được. Không hiểu. Em không hiểu ý lắm. Tất nhiên là có nhiều câu hỏi có thể là mình cũng bó tay nhưng mình sẽ hỏi lại. Hy vọng là bạn sẽ anh sẽ inbox lại sớm để mình dễ sử dụng luôn, dễ dễ trả lời luôn. Rồi khi mình dùng Blending Mode là nó hòa trộn với layer ở dưới nó luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Với tất cả layer ở dưới. Rồi. Thôi kệ. Thôi kệ bạn hỏi. Cái này bạn hỏi cái link download Photoshop thì mình cũng xin rồi. Tại vì mấy rất là nhiều bạn hỏi mình làm sao để mà có cái link. Không lẽ mình cứ lúc nào cũng trả lời suốt vậy. Các bạn cứ Google tìm đi kiểu gì chả có. Rồi đây chạy không hỏi ngu này, em có tải file EPS rồi, em click phải open mở bằng Photoshop, em mặc định vậy luôn ạ. Khi nó vào trong Photoshop chỉ gộp lại một layer mà trong đó có các vector nó khôi phục lại chỉnh. Không. Anh mở bằng AI thì nó hỗ trợ nhé. Tại vì AI á, thì nó tương tác với lại cái hình mà chúng ta làm á, thì AI nó tương tác trên gọi là cái object. Nó khác với lại Photoshop là Photoshop dựa trên pixel gì đó, thì nó khác như vậy. Cho nên là những cái file EPS á, thì nó là file vector mà, cho nên là vector thì cứ AI mà bảo thôi, hoặc là gì đó cái phần mềm gì vector cũ cũ hồi xưa mà các bác hay dùng đó, quên mất tiêu rồi. Em ơi, 2 tuần rồi chưa thấy ra video, hiện thấy group giờ này rất là hot về cúc họa mi, số ảnh gốc mình chụp rồi được. Bạn gửi mình nhé. Mail của mình là hp photoshop a@gmail.com.
Fan Anh Đức thì hồi xưa nói là tuần vừa rồi mình hơi bận cho nên là mình cũng không có làm gì. Ok, Forex Asita. CS6 đang sử dụng bị lỗi bản quyền. Các bạn đang hỏi Nguyễn Đức Cần. Nguyễn Đức Cần, tên bạn nghe phê hết. CS6 đang sử dụng bị lỗi bản quyền, cài lại CS7 giựt quá xá giựt. Bạn Nguyễn Đức Cần mà đang sử dụng cái máy của bạn cấu hình thế nào nhỉ? Có thể bạn comment cái cấu hình như này mình coi thử sao. Cấu hình máy tính của bạn đó. Rồi, Ford Asita, cho nên là phiền mất xíu. Làm thì cái tôi video bán làm bún cưới. Ok, thấy dễ rồi. Setting LED rồi khi nó lưu nó chạy chỉ hiện sRGB. Có nào khắc phục với em không? Đâu, mở lại coi. Ôi mẹ ơi. Vậy sao coi? Hiện nay sRGB. Cái này tức là các bạn mới chỉnh lại. Cái này là bạn này mới chỉnh lại cái môi trường chúng ta cả làm thôi, còn bạn mới chỉnh môi trường màu làm việc thôi. Phải vào trong edit này. Convert to profile nữa. Đại khái là vậy, chúng ta phải vào convert to profile á, thì ở trong đó nó sẽ có cái destination là mình sẽ sử dụng cái Adobe RGB. Thì nó sẽ là Adobe RGB. Còn nếu như không chúng ta mới chỉnh lại. Mới chỉnh cái ở đây các bạn nào hỏi. Mình vừa chuyển khoản là gì nhận đi. Nguyễn Minh Thành thì mình có gửi cho bạn rồi. Ok ha. Nguyễn Hoàng Bảo Nhi. Ed ơi. Ơi, lâu lâu có bạn nữ comment thì mình cũng phải trả lời chứ. Ơi. Kéo dài chữ Y ra. Tại vì nếu nếu một cái mẹo để các bạn nói chuyện nó đỡ bị nhạt á, là thay vì cái gì hay là á, ví dụ là ơi bay chẳng hạn, vậy nghe nó sẽ hay hơn. Thêm với một từ thôi mà nghe nó đỡ nhạt hơn nhiều đúng không? Rồi, bạn Hoàng Văn Sơn bạn hỏi anh Phúc ơi, tìm hiểu plan thì trang nước ngoài nào ạ? Hai người nào? Người nào hay á? Người nào hay tất nhiên là chỉ có Aaron Aaron Nace của Flern. Đâu rồi? Đó, Aaron này. Đây có một số cái tú, có một số cái channel mình theo dõi tút vít chẳng hạn vậy, rồi Photoshop Tutorial, đó là những cái là những bên mà mình hay coi nhất là tút vít với lại Flern, tút vít với Flern. Các bạn có thể search cái chữ Flern này ra rất là nhiều, đó Flern này. Lên Photoshop lên YouTube á, các bạn search Flern thì nó sẽ ra cái channel của anh Aaron Nace người Mỹ, và anh có rất là nhiều tutorial rất là hay. Rất là hay ha. Mình cũng cover lại một số cái tutorial của ông. Bạn nào hay coi thì sẽ nhận ra là ok, mình cũng học khá là nhiều từ ông á. Rồi tút vít. Đây mình sẽ copy cái link tút vít này cho bạn ạ. Tút vít. Tút vít. Rồi Thùy Uyên tất nhiên rồi. Không thể né vào Uyên ra được. Uyên là tất nhiên là bà không có chuyên về xử lý hình ảnh, tuy nhiên là bà giỏi về sử dụng Photoshop, thành ra là rất đáng để học. Rồi Phạm Tiến Trung, anh ơi cài CC17, em muốn cài, cứ cài mặc định luôn cho mình. Bạn có thể cái này lúc cài bạn chọn mục Custom, sau đó chọn nơi cài nhé. Đó, đại khái là vậy. Cái lúc mà mình cài á, mình mở lên thì mình sẽ thấy cái đường dẫn là đại khái là nó sẽ comment cho mình, nó tự động nó chạy, nó cài vào đâu nó cài, đa phần là vào ổ C. Còn nếu chúng ta chọn custom á, thì nó sẽ cho mình chọn luôn là mình sẽ cài vào đâu, nó sẽ ổn hơn, tiện hơn. Nguyễn Hoàng Anh ơi, ông này thì bên kia. Rồi. Rồi, Phi Phạm Phương là Phương Phi Phạm đúng không? Hey, nhiều rất. Anh ơi có HD chưa ạ? Hướng dẫn hả? Lại không biết là anh đại loại muốn làm một cái ảnh mùa đông chủ đề Giáng sinh đơn giản phong cách phẳng, như cái chưa có tí kiến thức nào về Photoshop, chả biết một cái gì luôn. Đây khá nó như thế này nha, cho thêm chữ cây thông với chia đôi và có bóng kiểu đấy, có bóng làm được như chữ phẳng ra làm, còn cái bẻ đôi với xem hình Iron Man gửi trên kia lại không biết, đại loại cái hình nó sẽ có lớp tuyết
hình đám mây dưới cùng, sau đó đến chữ, rồi sau đó hình Giáng sinh, ông già đều bẻ đôi, hiệu ứng nữa. Blender à? Đấy. Ở đây á, cái cách để làm đơn giản như này á, thì bạn sẽ sử dụng cái Blender không? sử dụng cái công cụ ở chọn vùng á, và đó chúng ta đổ màu lên, chọn vùng cho những cái khác này, nó đổ màu lên. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Rồi, Nguyễn Tiến Đạt. Nguyễn Tiến Đạt, ôi nhờ thế. Ad ơi, chỉnh em cái ảnh này được không? Nhòe, hãy ấn một lúc nó hết nhòe là ảnh của em. Ấn vào một lúc nó hết Cái nhòe là này chuyện bình thường. không được, chưa đâu, từ chưa được. Ấn lên một lúc nó hết nhòe là chuyện bình thường. Còn lại nếu như các bạn muốn up lên mà nó có cái chất lượng cao nhất thì mình cũng có cái tutorial rồi, tức là sử dụng cái lưu lại với lại cái kích thước là 1 2048 chiều lớn và up lên là PNG nó sẽ ngon thôi. Rồi tiếp hướng bạch. Cho em hỏi tài liệu cơ bản em sẽ học được những gì? Bạn vào bạn vào cơ bản. Ơi, ơi mình bấm đâu vậy? À, bạn vào cơ bản chấm ht photoshop chấm com để xem nội dung nhé. À, lại hay là vậy. Rồi, Lê Khánh. ht. Rồi, chỉnh da như thế này thì chỉnh như thế nào? Chỉnh da như thế này á, đầu tiên là khi chụp á là phải sử dụng một cái máy thật là xịn và sử dụng flash thì khi chụp nó sẽ ra ngon. Ra ngon, đảm bảo luôn. Và sau đó chúng ta cứ cài chạy bình thường thôi. Chúng ta sử dụng cái nói chung á là cái này là chủ yếu là nhờ là máy ảnh xịn chứ không phải là máy cùi bắp mà chụp ra được vậy đâu. Phạm Dương đây, gì đây, chờ chị lên hình gái gú rồi. Chụp cũng lâu rồi anh ạ. Đi biển lên mang em 700D đi. Thấy gái thì trộm chụp phát nên bố và thông số thì nên bố và thông số máy chưa kịp chỉnh. Góc chụp cũng xấu. Nhưng mà sẽ xin học thiếu cái này khó quá. Ơi góc à. Cái này xử lý là xử lý nào nhỉ? Ơ này bỏ qua đi. Xin. Ở Trọng Nguyễn. Alo anh Phúc ơi, em ở MC Móng Cái Quy Nhơn hả? Em muốn học nâng cao shop làm ảnh cưới, em có điều kiện thời gian đi lại với giải nhân được không? Cái này mình sẽ có khóa học chuyên đề sau nhé. À, hay là vậy, nhiều bạn hỏi mình là tham gia cái lớp của mình nhưng mà bạn ở Hà Nội rồi ở miền Trung rồi có kiểu hết cho nên là hơi khó. Một Refine Edge có tách nền tóc làm sao cho nó có vậy ạ? À? Em cảm ơn. Là sao? Để tách nền tóc làm sao cho nó có vậy ạ? À? Làm sao cho nó có vậy ạ? À là thế nào? À, mình hiểu rồi. Bạn này đang sử dụng cái Photoshop CC015.5. Thành ra là cái Refine Edge nó đổi thành Select and Mask. Bạn click vào Select and Mask nhé. Không hiểu sao cái lên CC015.5 lại đổi nhỉ? Rồi quay lại câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Cần. Mình thích cái tên của bạn á, Nguyễn Đức Cần. Okay. Core i3 2330 CPU 2.2 GB RAM 4 GB 64 bit. Nói thật cái thông số này bạn dư sức cài được CC 2014, dư sức cài được CC 2014. Nếu nó giật á, nếu nó giật thì đa phần có thể là do cái RAM của bạn nó đang bị cái gì nhỉ? Cái chân của cái RAM á có thể nó bị dơ cho nên là nó nói chung là do phần cứng là nhiều, ý là bị vệ sinh, bị bụi hay là sao đó. Chứ còn nếu mà với cái thông số như vậy dư sức chạy được CC014. Cái đó là do cái lỗi gì đó thôi, hoặc là bị lỗi Win, thử cài lại Win coi sao. cái cách thần thánh hơi bị gì cài lại Win hết. Cái bộ số PSD 2017 không anh? Lát nữa làm này. Rồi Thiên Long.
Thứ tư vừa rồi, cách nào làm tách nền của một video thường về một video mỏng. Tách nền của một video bình thường chỉ lấy vật thể chuyển động. Ơi cái này bạn là tốt về cái gì nhỉ? After Effects nhé. Ơi cái này hỏi video thì mình cũng bó tay. Thế là mình chỉ làm với những cái cơ bản thôi chứ còn kiểu nâng cao như vậy thì mình chịu. Rồi, chị xin lên phần mềm Photoshop của anh được không? Anh em biết cái thao tác cho video. Rồi. 9.4 tới 10 phút 13. Phút thứ 9 tới phút thứ 13. Ở đâu? Phút thứ 9. À đúng rồi. Cái chức năng chỉnh shape thì CS6 chưa có. Cái chức năng mà các bạn thấy trong hình này nó là một cái panel về chỉnh shape á. À, cái này thì chỉnh những cái border rồi chỉnh cái fill màu ở trong thì CC14 trở lên mới có, còn CS6 là chưa có thì phải. Chưa có, nhưng mình nhớ là chưa có. Nói chung là nâng cấp lên đi. Dạy cả làm cả trong effect trong video. Ấy cái effect video mình đâu có rành, với cả máy của mình cũng củi bắp lắm. Nên là chạy Photoshop đâu được đâu. Ê, chạy After Effects đâu nổi đâu. Rồi, anh admin cho em hỏi dùng Adobe Photoshop CS6 mà em không tìm được công cụ clip. CS6 chưa có. Hình như là từ từ CC 2015 trở lên. Cái clip clip này là cái panel mà cho chúng ta làm cái đuôi á, cái đuôi của cái chữ á. Thì từ CC 2015 trở lên mới có, hình như là 2015.5 thì phải chứ không phải là 2015 nữa, mình không rành. Tuy nhiên là cũng phải tầm đó trở lên. Thể giúp em cài song song CS3 và CC 2015. Trời, sao mà nó xa nhau dữ vậy. Như là cái này xa nhau quá. Ví dụ như là bạn cài, bạn cứ cài bình thường là được rồi. Mình đang thắc mắc là bạn Tuấn Hùng tại sao lại cài vì cái phiên bản mà nó xa nhau nhiều quá vậy nhỉ? Ví dụ như là CS6 và CC015 thì ok đi, nghe còn hợp lý. Còn CC015 và CS3 nó xa nhau quá, hình như là xa tới khoảng cỡ 6-7 năm gì. Thế anh channel hướng dẫn họ tiết, họa tiết đơn giản à, thiết kế mẫu họa tiết. Mấy cái họa tiết này thì đa phần là làm trong AI làm họa tiết này nọ, vector thì mình dễ xài hơn, chứ còn bảo Photoshop thì nó không có. Lò gió rồi, mình thích thì mình cài thôi. Bởi vì nhiều khi thấy lạ các bạn cài nó không liên quan gì với nhau lắm. Rồi bị lỗi như này làm sao? Đây mình nhìn mình quen lắm, như là clip à, biết mà. Đang để bao nhiêu đây, 800 nhân 330. Mình nhìn thế này thì có vẻ là bạn cài rất là nhiều effect trong máy ha. 256 do máy chịu không nổi rồi. Cái này à, giảm kích thước và deter. Đấy, máy nó tải nó tải cái nó render cái gip rất là nhiều, thành ra là nhiều khi nhiều máy trên mặt bằng chung nó lại chịu không được. Rồi Nguyễn Trung, before after, mình sẽ mở mình coi thử của Nguyễn Trung ha. Đây zoom lên chút xíu. Ôi, liquify quá đỉnh luôn. Trước mắt là nhìn đây là không có một cái lỗi nào ở những cái phía bờ tường. Cái tút về liquify á, mình post lên từ rất là lâu rồi, mình cũng muốn nói tới đó là
cái mấy cái vụ mà liquify chỉnh kéo căng da mặt các kiểu đó của mấy cô người mẫu bỏ lên chuyên gia bị bóc phốt là cong cả cửa sổ rồi cong cả hàng rào phía sau này đại khái thế. Thì cái đó các bạn là chịu khó để ý, chúng ta sử dụng cái mask, thì trong cái layer cái tutorial về liquify mình qua nói tới ha. Có một cái mình muốn để ý đó là cái vùng màu xanh như thế này có thể là sử dụng crop á, đặt crop bớt đi. Với lại ở đây phía sau cô người mẫu á, nó có cái giống như kiểu cái đường dây điện á, cái hộp mà người ta để dây điện á, cho nên là có thể là xóa đi để cho nó đỡ chọc chọc vào mặt mẫu thì nhìn nó hơi kỳ ha. Đó thì đơn giản có vậy thôi, còn lại bạn làm quá tốt rồi, không có vấn đề gì cả, da cũng ổn rồi, nói chung là ok, khá ngon. Chắc bạn đang coi cái stream này nhỉ. Bóng banh Hoàng Văn Sơn. trả lời ngắn gọn thôi đó. Rồi Phụng Lê. Anh phải chỉ em các bước làm cái album mini được không ạ? Nghe nói làm qua colorbook.vn mà em cũng không rành lắm. Cái làm photobook thì bạn tải cái gì đấy nhỉ? Không, mấy cái như vậy mình cũng không để ý tới. Để ý tới nhiều khi gấu đang coi, gấu lại ghen, khổ lắm. Làm Photoshop dễ nhất thì bạn tải cái gì đấy nhỉ? À, Smart Album. Tải cái chương trình chương trình Smart đó, đại khái là cái chương trình Smart Album này thuộc dạng là dễ dùng nhất rồi, cứ mở lên thêm hình vô rồi kéo thả cái thậm chí là cái layout của nó thì nó cũng cho mình làm luôn, thành ra là nó rất là đơn giản. Rồi, Vũ Hoàng và Lĩnh bên Facebook của mình. Hello anh ơi. Ok rồi. Đại khái là xong. Mất 45 phút để mà trả lời. Bạn nào có câu hỏi? Hình như là tối nay ở bên trung tâm xét bên quận 7 hình như là có cái sự kiện gì đúng không? Sự kiện gì về nhạc EDM á. Rồi. Thế là xong rồi ha. Mất 45 phút trả lời. Tiếp theo bây giờ là mình sẽ làm cái bộ số lịch. Rồi, đây. Đại khái là bộ số lịch đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái bộ số lịch ở trong cái trang là FreePick. Bên này có rất là nhiều cái hàng free chúng ta xài, là designer chắc ai cũng biết cái trang này. Đây là mình sẽ search là calendar. Calendar 2017 search ra cho cả đống. Đó, nguyên bộ số nè. Việc của chúng ta bây giờ rất là đơn giản, đó là copy về và tách nền ra và biến nó thành bộ số của chúng ta. Ở đây có cái này vui vui này. Tại biết sao không? Tại vì mình biết có nhiều bạn là không sử dụng được cái vector, thành ra là mình sẽ thao tác cái này luôn. Máy render video CPU chạy bao nhiêu? Tất nhiên là 100% rồi. Máy của mình, tại vì máy của mình thì không có cái card đồ họa ngoài á, thành ra là những cái mình xài cái Intel HD 4000 on board, cho nên là những cái đó rất là nặng, máy chịu không nổi. Đây, đơn giản là free download thôi.
Nói gì nói cứ đào lo về trước đã, mọi thứ tính sau. Nên thêm tí nhạc cho vui không nhỉ? Đờ. Cái này thấy cũng đâu khác gì nhiều. Ôi cái bộ số lịch này nhìn vui dữ rồi. À, cái này nhìn vui nhỉ. Dolomami Yuvi Shadow. Đây cái này là cái gì đây? Tại sao nó cái này tiếng tiếng Trung Quốc hay sao vậy? Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ok. À, chắc là tiếng Trung Quốc hay sao đó. Nó lại không xài là nó xài cái chữ gì ấy. Tại vì nhiều khi các bạn nhìn các bạn lại hỏi mẹ thằng này xài ba cái xe toàn ba cái thứ linh tinh đọc hiểu méo gì. Đây 2017 này khá đẹp này, mình sẽ lấy về. À, nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao không share những cái calendar mà nó có lịch ta. Đối với mình thì mình đâu có dùng lịch ta bao giờ đâu. Nguyên cả năm chắc xài lịch ta được đúng với Tết thôi. Ví dụ như là Tết mùng 1, mùng 2 biết tới mùng mười mấy là xong, đó là quên mất là lịch Tây là bao nhiêu. Sau đó mới quay lại cái lịch tà, bắt đầu là ông chả bao giờ đụng tới lịch Tây nữa. À, chẳng bao giờ đụng tới lịch tà nữa. Rồi, à, này tải xong rồi ha. Cái này mình tải trên nhà. Mình sẽ tìm một vài cái mẫu mà nhìn nó độc độc tí xíu. Về mình sẽ cover lại thành thành cái PSD. Tìm cái này nhìn cho nó là lạ nha. Con nào đang là comment đây. À, anh ơi làm video logo cho em học. Làm logo không phải cứ bỏ vô là làm được đâu, tại vì cái đó là một cái quá trình rất là khó. Lên ý tưởng rồi phát tay rồi bỏ vào AI rồi các kiểu. Còn của mình ví dụ như là cái kênh của mình á, là về Photoshop, thành ra nếu mà mình làm cái AI á thì nó thứ nhất là nó không liên quan lắm, thứ hai là cái skill, cái trình độ về AI của mình cũng không phải là dạng pro hay là rành gì, đủ sai thôi. Cho nên là nếu mà mình làm hướng dẫn á thì nhiều khi mấy pro vô lại thấy mình cùi bắp mà đi chém gió linh tinh, giống như kiểu Photoshop này. Photoshop thì mình rành mình nói thì không vấn đề gì rồi, nhưng mà AI thì mình không có rành. Thành ra là bỏ vô làm nhiều nhiều khi pro vô lại chửi cho mẹ thằng này đi đầu độc thế hệ trẻ biết meo gì đâu mà nói linh tinh đấy, mình khổ. Nên mình không làm AI là vì vậy đó. Và AI thì lại liên quan đến nhiều cái, ví dụ như là nhiều bạn thiết kế typography thì bạn cũng sử dụng AI được. Typography thì mình có thể miễn cưỡng sử dụng Photoshop được, chứ còn bảo làm logo mà lôi Photoshop ra nó cũng chả khác lắm làm Photoshop bằng Word. À, nó linh động hơn chút xíu thôi, chứ còn về bản chất thì nó cũng hai cái nó không được thiết kế để làm cái chuyện đó. Photoshop không được thiết kế để mà làm thiết kế logo, hay là mãi tới cái phiên bản sau này á, Photoshop CC 015.5 trở lên á thì bắt đầu nó thiên về về thiết kế thôi. Còn lại những phiên bản trước đó thì đa phần là chỉ về hình ảnh. Đó. Thì đó là lý do mà mình không làm. Đây có 1 2 3 4 5. À, tìm một vài cái bộ số nhìn cho nó lạ lạ tí xíu đây nhỉ. Ở đây freemium, freemium thì không xài được. À, không có ai comment nhỉ. À, bạn nào có câu hỏi thì cứ việc comment phía dưới nhé, mình sẽ trả lời các bạn. Rồi tiếp. Search trong này thử coi sao. Hai không mười bảy, có thể thấy là cái bộ số 2017 nó cũng cứ né né nhau thôi, nhưng không có gì gọi là biến đổi hay là nào cả, thành ra dễ. Đây mình sẽ tìm cái PSD coi sao nhỉ. Đây sở PSD ơi, biết ngay mà. Chả ai làm lịch bằng chả ai làm lịch bằng Photoshop cả. Xuống đây. Xuống
À. Thôi, mình nghĩ là vậy là đủ rồi nha. Mình sẽ tải những cái này về. Mình đang có bao nhiêu cái rồi? 1, 2, 3, 4, 5. Này nữa là 6. 6 bộ. Mỗi in lịch treo tường à. Mỗi thì mình có tay. In nhiều thì mình không có rành cái việc là in ấn lắm, mình chỉ có làm hình để gửi cho khách thôi. Cho nên in là mình không rành. Tiện thể nói luôn, ví dụ như là một số bạn muốn in những cái lịch như này á, thì cách tự in cũng không có gì gọi là khó khăn lắm. Chúng ta có sử dụng cái in kích thước bình thường thôi, xong cái đem ra nhà in thì in cũng được. Năm ngoái thì mình đã hướng dẫn các bạn làm cái lịch gọi là lịch để bàn mà dạng gấp rồi, cho nên là có thể năm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái dạng lịch tờ mà đúng một tờ á, nó dễ làm hơn và dễ in hơn. Trong gương nào Thậm chí là muốn trang trí này nọ nó cũng trong dễ gương hơn nữa nữa, nên là ok. Đây, những cái folder mình đã tải về chuẩn bị đây đây là đi ôi nó đâu rồi chưa bị đâu đây nào cá con này với đây nào cái cá con này đấy đánh ra đấy bao nhiêu cái đây, 1, 2, 3, 4, 5. mà có cái gương nào Năm cũng được nhỉ. đừng nói đùa ấy. Circulation. Vậy đúng rồi, tao rút thôi. Để ship. Rồi, đây mình Cái sẽ này là extract ra một cái này file. là lên trên kia này nhá. Vẫn đang chờ Yes mà. to all. Đây, tất cả này là Mình những mệnh cái dã nhá. vector của chúng ta. Mình mệnh Mình dã. sẽ tìm những cái Đi lưu bộ. đây là file JPEG này. Mình sẽ lưu thành file AI luôn. Ý Ủa là nó file chuyển về EPS luôn thì các bạn dễ xài. Phong nó cũng nói cho mình biết là phong gì rồi mua ở đâu luôn, nhưng mà tất nhiên rồi, ta không có tiền. Không có tiền mua phong cho nên là có gì dùng cái đó. Mình sẽ xóa hết những cái vớ vẩn linh tinh đi, mình đâu chỉ giữ lại cái đấy vector thôi. đây không thì cũng Rồi, đại khái cũng lên ta đeo cũng được có 3 4 5 6 7 8 để ta 9 lên trên kia 9 mới cái được file vector. Đây mình sẽ mở bằng đang là ở này á open with, trên tất mình nhiên đâu rồi AI. ở đâu ở chỗ đấm đấm zombie ấy ở đâu rồi ở chỗ cửa cửa sao quay lại hồi nào rồi Đúng rồi, làm lịch bằng Word 2013 trở lên nó cũng hỗ trợ nhiều. Hình như gì là vậy với cái Word mà phiên bản quay gì vậy 2017 á, hai không nhớ là 17 hay 18, 2017 nói chung là cái bản mới ra hình như nó có nhiều cái bản thiết kế đang cũng ngon nghe lắm. đây à đây vô cùi này cho hai tay này lấy gương thầy kia một cái gặp em bé ấy, nó chạy luôn nhá Rồi. Ôi, đây có bộ số lịch quá ngon luôn. Là người ta đã làm sẵn vào chắc trong một gì không biết đâu đấy cái như này rồi, thì mình chỉ vẫn sửa còn đúng bỏ hết những cái vớ vẩn ta không dùng đi, những cái nền, những cái số này nọ bỏ hết đi. Ấy, những cái này các bạn thể tự làm lại được, cho nên là chúng ta chỉ sử dụng cái bộ số thôi, cái bộ chữ thôi. Và chữ này người ta cũng đâu đó layout rồi chứ không phải là chữ bình đặt thường nữa, nha thành ra là đâu rồi đã đấy không biết là nó có nét hay không đây. Tại cái này mình cảm thấy nó không được nét lắm nhỉ. thường Không sao, đây đây có đây xài là ok thôi, hơi hàng ngon free thì mình không đòi hỏi gì nhiều. được Đây mình sẽ đây cho nó gom lại chút xíu. mẹ mẹ chém đâu Gọn gọn lại, mình sẽ export ra thành xếp đi. đi đâu rồi đi rồi Tu miễn Photoshop. Đúng rồi, làm cái livestream ở trên trên Facebook thì nó chỉ có vậy thôi. Khổ. Facebook nó chưa hỗ trợ video, thành ra là ý là chưa có hỗ trợ nhiều cho video, thành ra cái là này mỗi sao lần đấy mà ông ta muốn mình sẽ để RGB ha. Rồi cm làm lịch này thì mình sẽ cho cho nó to cái bự pixel ra chút xíu. Pixel. Mình sẽ để cỡ là 8.000 đi cho nó anh bự. pixel Làm file BSD để chia sẻ các bạn mà, mình cứ làm 8.000 đi. mà ra chúng ta có lẽ đây Ôi nhìn đây thì nó cũng nét phết nhỉ. Mình sẽ có thể là mình sẽ đổi cái chữ lại không? Có mình đổi chữ lựa lại cái không? ngoài đã Sunday Monday. tính giáo ngoài đây Thôi, mình sẽ để mình sẽ để rõ là chị Đinh Anh luôn.
Đây là mình sẽ làm một cái file EBS. Chuột mình đang sử dụng là chuột Chaos. Mua 4-500 gì đấy mình quên tiêu rồi. Nói chung là xài cũng ổn. Chao gì đó, nó tên là Chao gì đó, Chaos. Các bạn đọc là Chao cũng được, chả vấn đề gì đâu. Ở đây mình sẽ để như là cách một cái, à, đây là cách một cái. Tương tự bên này mình sẽ cách một cái, đại khái vậy. Thì lát nữa mình sẽ lưu file này lại. Này vậy nhiều nha. À thôi, đây bỏ hết đi. À, mình vốn dĩ là định làm cái gì rồi? Cái nhiều file BSD, tuy nhiên là mình nghĩ là mình bỏ chung vào một file luôn cho nó gọn. Đây mình sẽ control J lên ở đây. Đây một cái, đây là tháng 1 ha. Đây là tháng 1, đây là tháng 2. À, đây là tháng 3. À, tháng 4, tháng 5, tháng 6, để chung hết vào một file vậy các bạn dễ dùng, chứ để xài nhau quá tới hồi cách ra nhiều và lại phải kéo ra kéo vô à, là lại chửi cái thằng làm hẹ, thằng này làm ba cái vớ vẩn sao cái share cho anh em xài trái được. October một cái riết November December. Ở đây mình sẽ có từ tháng 1 đến tháng 12 ha. À, mình sẽ đặt là tháng 1 à, những cái thằng này cũng vậy. Thằng 2, tháng 3, tháng 4. Các bạn muốn biết nỗi khổ của một cái thằng đi xe như thế này không? Đó là bỏ lên xong cái người ta xe ra xong người ta tự nhận là người ta xử lý lại. Nhưng mình không có nhận là mình làm nhá, mình nhận là mình copy về. Các bạn có thể thấy rõ là mình đã download ở trên Freepik về chứ không phải là mình tự soạn ra đâu. Nhưng mà vấn đề là cái công lao mình ngồi mình chỉnh lại như thế này thì mình cũng tính là công của mình chứ đúng không? À, nhiều người lấy về xong cái credit thì chả ghi. À, nếu có ghi cũng ráng ghi free pick vào đấy người ta cũng ghi nhận như đấy rồi ok à, tháng 2 mình sẽ gọi chung vào đây tất cả cái tháng khác mình cũng sẽ bỏ chung vào một chỗ như vậy. Đấy, mình sẽ gộp chung tất cả này lại thành một cái file PSD các bạn dễ dùng hơn ha. Nói chung là khi mở lên chúng ta chỉ việc tắt bật cái đấy thôi, ví dụ như là tắt hết đi thì tháng 1 này tắt theo một thì bật tháng 2 có tháng 2 đó rất là tiện. À, tháng 8 đầu rồi tháng 9 10. Lát nữa chắc mình sẽ làm một cái là tiếng Việt. Tức là phải tự sửa lại chữ. Thì các bạn. 12. Rồi. Ở đây mình sẽ đâu rồi tháng 1 tháng 2 á, ví dụ muốn cần tháng 1 này bật lên đây là ra. Tất cả cái thằng này có thể là mình sẽ bỏ luôn cái chữ ID, mình sẽ sửa lại thành chữ tiếng Việt. Cho các bạn dễ dùng ha. Không lại nói chung là làm gì cũng bị nói hết. Làm sống ở Việt Nam rất là khó. Muốn làm người tốt rất là khó. Rồi đây, tháng 1 này mình sẽ bỏ hết những cái trên này đi.
đại khái là tháng 1, tháng 2 rồi cái chữ ngày tháng này nọ nè. Mình sẽ bỏ hết đi. Tất cả layer luôn. Tại vì mình sẽ chỉnh lại. Đó, mình sẽ bỏ hết đi. Chuẩn đề cái mình sẽ chỉnh lại thành tiếng Việt ha. Đại khái là mình sẽ chỉnh là đâu rồi? Tháng. Thôi chờ xíu cho lót. Ừ, hết nữa rồi. Rồi, được rồi. Đây mình sẽ để chữ ha. Đây là bộ số. Mình sẽ để gom cho nó lại thành một cái group gọi là bộ số. Đấy, này là chữ. Tách. Nhìn à đây đây dưới mình sẽ để là number à, ngày giờ hành tráng để tách đấy, các bạn sử dụng các bạn sẽ thấy là nó đại khái là nó sẽ xịn hơn đúng không. Bỏ hết những cái guideline này đi, hết dùng rồi. Các bạn có câu hỏi cứ việc đặt câu hỏi nhé, trong cái quá trình mình làm mình cũng sẽ trả lời luôn. À, đây là tháng 1. Tháng. Đấy, mình sẽ để là chữ màu đen. Hình như đây là hơi màu chữ màu xám nên mình cũng sẽ để chữ hơi hơi màu xám. À thôi, chữ này chắc là kiểu gì các bạn cũng dùng được nhỉ. Đấy, giữ phím Shift này. Đấy, đây sẽ là tháng 1. À, tháng 2. À, như là cái phông này thì mình sẽ sử dụng là bold chẳng hạn vậy. Hay là medium. Đấy, tháng 1. Các bạn nghĩ là mình nên sử dụng số hay là sử dụng chữ nhỉ? Ví dụ tháng 1, chữ 1 là viết viết chữ. À, để số đi cho nó ngắn gọn. Mình sẽ vào đây. Mình sẽ căn nó vào giữa ha. Mình sử dụng cái guideline là ngay vào cái bộ số này. Sau đó mình chọn cái vùng từ bên này qua bên này. Đó, và mình sẽ chọn vào cái chữ này và mình chọn cái move tool, thì đây các bạn sẽ thấy nó căn chữ này, nó căn vào giữa, tự động nó sẽ căn giữa hoặc căn bên này, căn giữa. Đó, đại khái vậy thì nó chính xác vào giữa hơn là chúng ta căn bằng mắt. Đó, thì đây sẽ là tháng 1 ha. Tương tự như vậy mình sẽ nhân lên và mình sẽ đổi chữ đi. Đó, tháng 2. Tháng 2 này. Mình tắt cái này đi. Chọn là tháng 2. Đó, tháng 2. Tiếp tục nhân đôi lên, tắt này đi, mình sẽ chỉnh nó là tháng 3. Cứ như vậy. Nhân lên cái là tháng 4. Ôi nãy giờ quá, đúng ra là mình phải căn giữa trước. Thôi kệ lỡ rồi, không vấn đề gì, lệch không bao nhiêu. Tháng 5. Đấy, nhân lên. Tháng 6. Bởi vậy nếu các bạn làm tự làm chắc chắn là đa số là rất là lười, thành ra cái việc là cứ làm đi làm lại như vậy á nó cũng nhàm đúng không? Nhiều bạn sẽ rất là chán, kể cả mình livestream và mình cũng cảm thấy rất là chán. Mình nói không biết nói cái gì mà ngồi im thì cũng không được, thành ra cứ phải nói liên thoáng nãy giờ á, nói nhẹm nhẹm vậy. 8 tháng 9 và tháng 10. Rồi tháng 10 là mình sẽ phải căn lại vào giữa ha. Cái lại vào giữa rồi chuẩn đề cái tháng 10 nhân đôi lên tháng 11. 11 tháng 12. Ôi xong rồi à, chỉ có vậy thôi. Đây là tháng mình sẽ bật cái tháng 1 lên và mình sẽ gom chung tất cả cái này lại thành một cái folder. Ở trong cái folder text mình sẽ đặt tên là tháng đấy, month. À, tiếp tục thêm cái này. Rồi tiếp ở đây mình sẽ làm là thứ ha, là thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó. Thứ hai hay là T2 thì nhỉ, các bạn nghĩ sao, để T2 hay là thứ hai hay là viết là thứ hai luôn. À, ví dụ là thứ hai nè. Ồ, có thể là bật tắt chấp lóc đi. Đấy, thứ hai.
À, mình sẽ rẻ đi là phòng nhiêu đây nhỉ? Ở đây số đỏ như vậy chắc chắn là thứ thứ chủ nhật chứ không phải là thứ hai. Mình sẽ nhân cho nó to lên chút xíu. Rồi. Nên là mình có lẽ là mình để cái chữ thứ hai này á, nó hơi dài. Nó hơi dài thành ra là mình sẽ phải chọn. Các bạn nghĩ sao? Ví dụ thứ hai, ví dụ mình để số 2, thứ hai, thứ ba, thứ thứ bảy, chủ nhật thì sao? Sao nhỉ? Thứ hai, thứ bảy, chủ nhật thì nó lẽ là viết thường. Rất là khổ. Ok, rồi mình sẽ chọn là viết chữ về luôn. Sau đó các bạn muốn chỉnh lại sao thì các bạn cứ chỉnh ha. Thứ hai, rồi mình sẽ căn vào cái số này. À, để đây và mình sẽ để cái chữ thứ hai vào chính giữa của cái cột cái guideline này. Sao khá vậy được rồi, khá vậy có lẽ tới đây mình sẽ căn bằng mắt thôi. Đấy, hay là lừa thôi nhưng không phải là không làm được. Rồi là thứ hai ha. Tiếp tục. Thứ hai đây mình sẽ là thứ ba. Căn ở đây mình sẽ không cần phải căn quá chính xác ha, mình chỉ căn sơ sơ thôi tại vì lát nữa mình sẽ căn bằng cái đâu à? Đại khái là cái căn và cái chức năng căn chỉnh á của Photoshop thì nó sẽ chuẩn hơn, còn đặt căn bằng mắt thì nhiều khi nó hơi của bắp. Từ thứ năm. Rồi, thứ sáu. Tiếp tục thứ bảy. Rồi, mình sẽ chỉ cần căn cái đầu cái đầu với cái cuối thôi, còn lại những kia mình sẽ cho nó tự nhảy theo, không cần thiết phải căn những cái thằng đó. Đó mình sẽ để đây này. Đó, cái đầu cái cuối ha, mình cũng sẽ sử dụng move tool đấy, có thể thấy là căn đều này, click cái tự động nó nhảy theo để thấy nó đều nhau luôn, không cần chúng ta phải ngồi và chỉnh bằng mắt thì nó sẽ xấu. Đó, thứ sáu, thứ bảy. Nhìn cũng ổn nha. Ok, tiếp tục với thứ hai mình sẽ cần chôn chay lên và mình sẽ để cái chữ chủ nhật này. Nhưng chữ chủ nhật này mình sẽ viết tắt cho nó gọn, tại vì chữ chủ nhật mà. Đấy, mình sẽ để cho nó gọn gọn lại. Đấy. Và tất nhiên chữ chủ nhật này mình sẽ cho nó màu đỏ giống y chang như là cái màu đỏ ở dưới. Rồi. Đó, thì đại khái là ta xong. Ở đây là cái số phía dưới thì mình sẽ tắt hết đi, mình để lại tháng 1 thôi ha. Còn lại những cái tháng khác thì mình sẽ tắt đi. Rồi đó, thì đây là bộ số của chúng ta. Ơi sao cái tháng 1 này nó chìm xuống sâu dữ vậy. Tháng 1 sẽ cho nó lên trên. Để phím ship kéo lên cho nó vừa bằng này luôn. Đó, tháng 1, 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Vậy ha. Đó, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Có thể là mình sẽ phải gom nó theo cái folder này. Tại nhiều bạn có thể sẽ lười. Rồi, đại khái là như này. Chúng ta đã có một cái bộ PSD lịch
nhạc xuống nhạc lệ nhạc có bộ BSD lịch và ừ. cho thứ ba rồi à, khá là vậy. Mình sẽ để cái tag bom nổ này chủ nhật tag rồi vậy được rồi. Mình sẽ để solid color đi, sẽ phòng phía dưới cái này mình sẽ đổi là color ngày thường ấy, một cái color ngày thường thì mình sẽ làm cho nó không có bị ảnh hưởng vào trong cái chữ nhật của chúng ta. Mình sẽ màu đen lại đó. Cái tiếp theo là mình sẽ làm cái cover và chữ vào ngày chủ nhật. Các bạn có thể thấy là đây color chủ nhật đấy, chúng ta làm cái này xong các bạn sẽ dễ dùng hơn ha. Tương tự với lại cái như vậy, mình sẽ bỏ lên trên text này, thứ bảy gom lại, và cái này mình đặt tên là thứ đấy. Để thứ này cũng làm y chang như vậy. Đại khái là sao, bây giờ sau này chúng ta muốn đổi cái chữ đi á, muốn đổi cái muốn đổi cái màu đi, chúng ta chỉ việc là click đây này, đổi đổi vậy thôi. Ví dụ muốn đổi thành chữ màu vàng chẳng hạn, thế đấy, ta cứ chọn màu thì đây chữ nó sẽ bị thay đổi, nó không ảnh hưởng gì phía dưới thì nó đẹp hơn vậy ha. Ở đây mình sẽ chọn là màu đen như bình thường, màu đen đại khái là vậy. Còn cái này mình sẽ để màu đỏ, màu của mình là màu đỏ cho nên là mình sẽ để cái này màu đỏ. Chọn cái này để cho nó cùng cái hệ màu này. Đây mình sẽ paste đây. Đại khái là vậy. Màu cho tháng thì chắc là cũng biết nhỉ, hay là thôi mình cũng làm luôn cái solid color cho tháng luôn đi. Solid color cho tháng. Đây mình có sẽ để màu đỏ luôn. Color tháng. Muốn đổi màu gì thì đổi thôi. Giờ là các bạn thích cái gì các bạn đổi, mình không có động chạm tới nữa. Đó là cái cách chúng ta làm một cái file PSD. Rồi mình có một cái file PSD cho đầu tiên ha, mình sẽ bỏ vào trong cái tút đi. Ôi cái gì vậy đây. Đặt tên là calendar 2017. Đây mình sẽ bỏ trong này một cái 2017. Mình sẽ để là PSD ha, để là dễ dùng. Style 1 save. Đó, giờ chúng ta có một cái file PSD rất là dễ dùng. Ok, có một bạn hỏi Hoàng Nam anh Phúc sinh nhật bao giờ? Mình sinh ngày 3 tháng 3. Dễ nhớ nhỉ? Rồi, tiếp tục cái file APS thứ hai này thì nó có cái gì đây? Nó mở à đây. Rồi, cái file này thì chúng ta người ta lại cũng group hết lại rồi thì phải. Đúng rồi, người ta group hết lại rồi. Mình sẽ ungroup ra. Ungroup ra rồi. Bấm chưa? Ở đứng máy rồi. Ở đây. Đây người ta đã grid outline hết rồi, tức là chúng ta không có chỉnh sửa cái nội dung được nữa, thành ra là có thể là lát nữa là mình sẽ lại phải đổi lại. Rồi mình sẽ bỏ nền đi ha, bỏ cái Happy New Year này đi, đang làm lệch cái Happy New Year gì. Rồi mình sẽ paste cell cái này lại, cũng là EPS convert EPS đi, ai cũng được. Vòng tròn Photoshop bây giờ để là CS6 trở lên. Ok. Vòng tròn. Hơi nhiều vậy. Tôi thấy nó không thân. Tôi thấy nó không thân.
Ừ, pay có một cái thôi mà sao trong này nó hiện nhiều pay dữ vậy? Ok, nhìn như là gì Nó sẽ mở một cái thôi. rồi lên À, tất cả là như nhau. Đây mình sẽ pixel là mình sẽ để là 8.000. Rất là bự để các bạn là thoải mái các bạn chỉnh. Đây sẽ tắt cái này đi, này mình lưu xong rồi. À, mình sẽ tạo cái layer ở dưới để chúng ta dễ dễ chỉnh. Layer trắng này. Đó, để đây. Mở rộng ra chút. Phan Đức, cái này mình sẽ xem sau nhé. Rồi, CC017 khác CC015 Cái như thế nào? nào CC017 thì nó thêm, nó thay đổi cái diện mạo của nó, với lại nó thêm một số cái chức năng. Nhưng mà nó vẫn thiên về phần design nhiều hơn, nó thiên về phần design nhiều hơn. Còn với chỉnh hình bình thường thì mình nghĩ là Photoshop 2014, 2015 là xài ngon rồi. Rồi đây mình sẽ chỉnh lại, thay lại cái nội dung ha. January để là tháng 1. Vấn đề chúng ta là đây là chúng ta sẽ phải sử dụng lại ha, Việt hóa lại thôi. Ok, vấn đề chúng ta ở đây á là chúng ta sử dụng một cái phông làm sao cho nó giống giống với cái thằng này. Với lại cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải đâu rồi? Đây. Nó có cái độ cong tương tự. Đây mình sẽ làm cho cái độ làm một cái nền cong y chang như vậy ha. Mình sẽ sử dụng cái pen tool. Đây mình sẽ có cái pen tool rồi. Mình sẽ click vào đây và sử dụng là bên phải, chắc là San Francisco luôn nhỉ. Ok, mình sẽ sử dụng San Francisco luôn thì nó sẽ đỡ hơn. Dễ dùng mà. Tách bold. Đó, 14 nhắc độ rồi. Đó. Mình sẽ để là tháng. Đấy, đang viết hoa thì ta mình cũng sẽ viết hoa luôn. Tháng 1. Rồi, không cho viết thêm là vậy. Khô duyên là không chịu ngọt. Đây, à, vậy cũng được. Ở đây mình sẽ tạm thời mình mình mở rộng bằng cái công cụ crop á. Sử dụng công cụ crop ha, thay vì chúng ta crop vô thì giờ chúng ta crop ra thì nó sẽ là mở rộng. Đây vào tháng 1. Như là Việt hóa thì nó hơi cùi bắp thì cái đấy chúng ta chị ơi nha. Này cái hồ này đi. Đấy, là có tháng 1. Cái hồ này có 2 tầng. Rồi. Nhưng mà mình đổ ở đâu Mà chị cứ đem hồ lên thằng bị điên. cái đó chỉ hiểu. Ngay dưới đó nhém. Mình sẽ thử move cái này lại coi, chân tê lên. Sau đó cái tâm của chúng ta Thế nào? thì sẽ để cái Còn tâm chỗ ở này. phía trong này. Đấy, bắt đầu là chúng ta sẽ Chỗ này đi. xoay nó Cái theo này cái đi. trục phía trong. Hồ cái này nhá. Ờ. Thì mình sẽ coi thử Hợp coi lý nó đấy. có hợp Mình phải dùng gu hay lại. không. Để cho nó ở tầm trên này. Nó vừa đủ một thôi. Cũng hơi hơi hợp nhỉ. Hiểu không? Đó đấy. Cứ chạm thế đi. Để cho nó vừa đủ một. cũng khá khá hợp. Thành ra là có thể là mình sẽ để luôn. Mình sẽ đặt là Chạm tháng được chưa? 2. Đó, đại khái là Thì vậy. đấy là nó sẽ để lên mà sẽ nó lên rồi thì bởi vì chạm Ở đây nó mình bị cũng đẹp lại sẽ mặc lên quy thôn và mình cũng sẽ bỏ cái này. này này là không phải đâu không phải lên đâu bình thường không thế có đâu Có. Bởi thế đâu Đó. vẽ thì Ê, sao tháng 1 ta chúng ta đã. Ở đây mình có nhiều. Tháng ở 1, đây tháng 2.
Rồi, cho hỏi là những lưu ý về ánh sáng và màu sắc trong Photoshop có nguyên tắc chung nào không? À, ánh sáng và màu sắc thì trong cái khoa học về Photoshop blend màu là cái về blend màu á, thì blend màu mình đang làm có lẽ là trong khoảng thời gian sắp tới khoảng cỡ 2-3 tuần gì đó thì mình sẽ mở bán. Các bạn coi trong đó ha, thì mình có phân biệt ra rõ ràng cái vấn đề về ánh sáng, về màu sắc như thế nào cho cái vấn đề blend màu á, thì nó sẽ rõ ràng hơn. Còn nếu mình chỉ nói như này có một hai tiếng hay là nửa ôi chết cha, chúng không không có. Nói chung là cái thời gian mà chúng ta nói này không thì nó không đủ. Đó, thành ra là để trong một cái trong một cái khóa học luôn nó sẽ đẹp hơn, dễ hơn. Ok, tiếp ha. Rồi, cũng sẽ để tầm vào giữa. Đấy, tiếp tục cũng sẽ move. Một nó quay bên này. Ok. Đây, mình sẽ đưa nó vào trung tâm một chút xíu. Rồi. Đây mình sẽ sửa nó lại là tháng 3 đúng không? 3. Rồi, mình sẽ căn chỉnh nó lại chút xíu. À, tháng 3 này. Để nó vào hợp chỗ này chút xíu, mình sẽ bỏ này đi. À, tại vì trong cái khoảng thời gian này mình đang là khá là bận. Khá là bận, thành ra là mình cũng không có post được cái gì cả. Giờ đang chuẩn bị làm lại này. Nhất là về cái lịch tháng 3. Rồi tiếp tháng 4. Ôi làm cái này có vẻ lâu nhỉ. Hy vọng là nó xứng đáng với lại cái giá mình bỏ, cái thời gian mình bỏ ra. Ý là làm cái này chủ yếu nó chỉ là để câu like thôi, chứ không phải để làm gì gọi là để post lên câu like, câu share đó. Cho nên là các bạn mà không like thì buồn. Tháng 3. Này, mình cảm thấy nó hơi lệch. Ai sẽ căn cho nó đều đều chứ. Rồi, ok. À, đây là mình sẽ để là tháng 4. Rồi. Oh shit. Ôi mình quên mất không nhìn đôi lên. Đấy, phải nhân đôi lên đã. Ôi mẹ cứ làm sai vài lần kiểu này nữa là chắc làm tới nửa đêm luôn. Nhầm nữa này. Hãy đưa vào bên này. Rồi, nhiều bạn Hoàng Nam bạn hỏi nhiều ảnh em chỉnh xong, rất nhiều chức năng, rất nhiều ảnh được ghép vào, nặng em vẫn lưu bình thường. Cái đó là do cái ví dụ như là bạn đang mở chung với lại một cái phần mềm khác, hoặc là mở chung với Chrome chẳng hạn, vậy nó chiếm dụng RAM rất là nhiều thì nó sẽ báo là nó thiếu RAM. Cái đó là do phần cứng thôi chứ không phải là. Còn vấn đề nặng á, vấn đề nặng thì nó vấn đề xử lý của cái ổ cứng là nhiều. Ví dụ như là các bạn làm file nặng á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện là nó có một cái vùng lưu tạm trên máy á. Đó thì có thể là các bạn làm file nặng quá thì cái ổ C các bạn nó hết, thì nó sẽ báo là các bạn hết cái dung lượng lưu trữ cái file tạm đó, thành ra nó không cho bạn làm tiếp. Còn cái vấn đề mà về về RAM thì nó lại một cái vấn đề khác rồi. Đó là bạn mở chung với một cái thằng nào đó khác, nó chiếm dụng RAM nhiều thì nó báo là thiếu RAM thôi. Nói chung là cái vấn đề mà thiếu RAM với lại ôi mình vừa làm gì vậy. Rồi, vấn đề thiếu RAM với lại vấn đề mở file nặng á, nó không liên quan gì với nhau, hai cái khác nhau đó. Chờ mãi bây giờ mới được quay live stream. Chào bạn Nguyễn Dân. Là sao mình có thông báo để nó đầy đủ mà, cho nên là
bạn muốn xem trực tiếp thì bạn cứ theo dõi, click like và subscribe thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo thôi. Nói chung là đến đây anh em mình chém gió thôi chứ bảo chủ đề thì mình cũng chưa có nghĩ ra nhiều cái chủ đề hay để chúng ta làm cái livestream cho nó hay hấp dẫn. Và mình đang định mời ấy nhỉ, ví dụ như là mời một cái người pro pro nào đấy, cái show mà kiểu mời dân bro đó mình cũng dừng lại cũng khá lâu rồi, có thể là mình sẽ quay làm lại cái đó cho nó vui. Vấn đề là mời ai, như các bạn á, các bạn thích bây giờ nếu mà mình mời á thì mình sẽ mời ai, những người mà mình có thể mời thì mình đã mời cả rồi đúng không? Thủy Uyên này, rồi Dương Trung Hiếu, rồi ai nữa, anh Chí Công, những người đó mình cũng mời hết rồi. Ôi không đủ chỗ luôn, mình sẽ gom nó lại, có thể là thứ năm mình sẽ để lùi lại một chút xíu đó, gọn gọn lại. Sao cái này nó cái thứ năm, cái phần thứ năm này trong tiếng Anh nó ngắn, trong tiếng Anh nó ngắn mà trong tiếng Việt thì nó lại dài, mẹ bố khỉ, vậy mới khổ. Vậy giờ sao giờ trời, không lẽ riêng cái thứ năm tháng năm này mình sẽ đúng rồi, chắc lần sau thì mình sẽ livestream trên YouTube thôi, không có livestream trên Facebook nữa. Facebook thì nó dễ làm, dễ coi thật, nhưng mà vấn đề là nó mờ quá, thành ra là làm những cái thao tác như thế này các bạn quan sát không có rõ. Rồi mình sẽ phải cho cái tháng 5 này nó nhỏ lại thôi, không còn cách nào khác nữa. Tại vì tháng 5 trong tiếng Anh nó chỉ có chữ May, nó đơn giản, nó là ngắn gọn, mẹ trong tiếng Việt tháng 5 nên khổ. Rồi 5 tháng 6 này, tương tự là tháng 5 lại cũng tháng 6 này, nó cũng bị y chang cái tình trạng như vậy. Đấy, bây giờ lại phải đeo vào đây. Mời Dương Trung Hiếu mình mời rồi, có làm một buổi rồi đó. Các bạn phải vô channel của mình thì các bạn sẽ thấy. Rồi, có thể nói cho em biết những cơ bản từ khi chụp, làm ảnh đến in sao cho chính xác và chuẩn nhất được không? Như vậy nhá, ví dụ như lúc chụp á, các bạn sẽ set up cái máy của các bạn là chụp ảnh Adobe RGB. Mình biết là các bạn cần biết như thế này nè, cái phần màu mà chúng ta làm á, đa phần là chúng ta in màu, in cái máy in á thì đa phần đó là in bằng CMYK đúng không? Thì nhiều người vẫn cứ nói là phải in bằng, tức là chỉnh màu in á, chỉnh hình này nọ bằng CMYK, thì đó cái đó không phải. Cái đó là cái hệ màu của máy in thôi, còn như cái việc là chúng ta thao tác trên máy tính như thế này nè, mà chúng ta để là CMYK á thì màn hình chúng ta nó đâu có hiển thị được CMYK. Cho nên là nó bị lỗi hiển thị cái màu nó không đúng. Rồi sao đây? Đây mình viết thừa cái số này thành ra là 6 đó, vậy đi. Cho nên là chúng ta chỉ chọn cái hệ màu mà chúng ta thấy nó gần nhất. Cái gần nhất của CMYK với lại Adobe á, cái gì rồi? Mình đang định nói gì đây nhỉ? Cái hệ màu gần nhất của CMYK với lại cái hệ màu RGB á là sRGB. Nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao trong nhiều tutorial mình lại nói là chỉnh về Adobe RGB. Cái vấn đề là như vậy, nó gần thì nó gần thật, nhưng mà cái vấn đề mà cái lúc mà mình chụp cho tới cái lúc mình chỉnh nó chạy qua cái máy in á thì cái máy in nó sẽ convert lại, tức là nó từ cái Adobe RGB, từ cái ngôn ngữ của cái máy in, từ cái ngôn ngữ của cái máy, cái thiết bị chúng ta hiển thị á, nó chuyển về cái ngôn ngữ màu sắc in ra, thành ra là từ Adobe, từ RGB mà chuyển thành CMYK á, thì nó sẽ có nhiều cái sự sai lệch. Thành ra là cái lúc mà mình làm á thì chúng ta sẽ chọn cái vùng màu nó rộng hơn cái sRGB một chút xíu
để cái lúc mà nó chuyển nó có đầy đủ thông tin để nó chuyển thì nó sẽ chuyển, nó sẽ đẹp hơn và nó gần giống hơn. Còn nếu chúng ta để sRGB ngay từ đầu á, thì cái lúc mà mình in ra á, thì nó sẽ có bị sự sai lệch rất là nhiều, đặc biệt là cái phần màu đỏ với lại phần màu xanh lá cây á, nó bị thiếu. Đó, cho nên là các bạn sẽ thấy cái dễ dàng thấy nhất là cái màu đỏ nó sẽ bị hơi lợt lợt đi. Đó, còn nếu các bạn để Adobe RGB á, thì cái lúc mà mình in ra thì nó sẽ có đầy đủ cái thông tin, tức là cái Adobe RGB nó hơi thừa ra so với lại cái CMYK. Thành ra là cái lúc mà mình chỉnh á, nó sẽ không có bị thiệt, nó bị sai lệch nhiều quá. Tất nhiên là nó có sai lệch. Đó, cho nên là nó đỡ hơn là sRGB. Tự chung lại, túm quần lại là khi chụp cho tới cái lúc chỉnh, tới cái lúc xuất hình ra, cứ Adobe RGB đem đi in, chỉnh là xong thôi. À, là nó sẽ gần gần chuẩn màu. Còn lại cái vấn đề về in đúng hay không á, thì đó lại thuộc về máy in với lại cái giấy in nữa, chứ không phải là chỉ có hình ta chỉnh hay không. Tại vì các bạn biết mà, nhiều thằng máy in ở ở Việt Nam á, thì toàn là xài mực Trung Quốc, giấy thì giấy cũng Trung Quốc. Thành ra nó bị lệch màu là đúng thôi, hiểu không? Ví dụ như là chờ thời tiết nó nóng quá thì nó cũng bị sai, và thời tiết lạnh quá thì mực nó cũng bị ảnh hưởng, rồi giấy lại bị ảnh hưởng, rồi cái mực cái đợt đợt đầu đợt sau nó cũng khác nhau, thành ra nó bị lệch. Thì cái đấy là chịu thôi, tại vì cái đấy không phải do chúng ta không có kiểm soát được cái đó. Cái đó là nhiệm vụ của nhà in. Thành ra là chọn những cái nhà in nào mà nó xịn xịn một chút xíu thì nó sẽ ngon hơn. À thì lại hay là vậy. Rồi. À, đúng rồi, camera lag rồi. Giờ chỉnh lại camera chút xíu. Property. Ok nhá. Ok, mình chỉnh lại cái camera rồi nhé. Rồi mời anh Đặng Linh bên Blender Research. Ừ cũng được. Ông Đặng Linh thì kêu ông stream về cái Lightroom nhỉ. Rồi vậy chốt đi, mình sẽ rủ Đặng Linh coi sao ông có tham gia hay không. Đặng Linh thì ông chảnh lắm, nhiều khi nói vậy thôi chứ nhiều khi ông đang coi đó. Thì mình sẽ mời anh Đặng Linh. Ok, mình sẽ stream một buổi mời Đặng Linh về hướng dẫn sử dụng những cái preset, cái action này nọ đó, để riêng một buổi cho ông xử lý cái đó. Và các bạn sẽ dễ học hỏi làm sao để thao tác biến cái của người ta thành của mình và nó hợp lý. Đó là học hỏi từ những cái màu sắc này nọ đó của người khác để người ta biến thành của mình. Tuy nhiên là học hỏi là một chuyện, ăn cắp là một chuyện khác nha, cho nên đừng có đánh đồng vô. Lại bảo sao thằng Phúc lại mời, lại hướng dẫn người khác ăn cắp, không có đâu. Vậy bà, mình chỉ các bạn cách học hỏi từ cái của người ta thành của mình. Mình sẽ rủ mời anh Đặng Linh làm cái chuyện đó ha. Rồi tiếp tục mình sẽ để là tháng 9. Chết. Ai cái này nó lại không đủ chỗ. À, chia 25 chia 50. Ok, tháng 9. Ừ, cái bố cục này nhìn cho nó độc. Ôi, bỏ lên á, để chữ hay là hình ở trong ấy, ở ngoài giống biểu đồ bát quái. Mình thích cái mấy cái dạng cái dạng nó quái quái như vậy nhìn nó vui đúng không? Nhìn nó lạ về treo lên nhìn nó mới độc, như ai cũng giống ai nhìn nó ra gì đâu. Mình sẽ lấy từ cái tháng ôi cái sai lầm của mình là khi tạo cái pen tool lúc đầu mình làm quá gọn, mình làm quá ngắn, thành ra là nó bị hụt. Khi thử cái tháng 9 giờ tháng 10 nó 11 December 12. Ok, mình sẽ làm cho cái pen tool này nó dài dài trong chút xíu. October, November. Đây, mình sẽ làm cho nó dài dài ra chút xíu. Còn như nãy mình làm ngắn quá. Rồi, được rồi. Đấy, mình sẽ để đây là
cách ra. Này là tháng 10. Đó, nó rộng ra vậy nó thoải mái hơn. Hồi nãy mình để bé quá. Đấy, tháng 10. Rồi, mình đang chọn cái gì vậy? Ok ha. Tháng 10. À, có thể là cái khoảng cách phía dưới này nó chưa có gọn lắm, mình sẽ đưa vào phía dưới. Còn chôn T mình sẽ cho nó đảo lại chút xíu, tí xíu ở đó. Được rồi. Tháng 10. Tiếp tục tháng 11. À, rất là tốn thời gian ha. Nãy giờ chưa làm xong hai cái, cái này mới đang là cái thứ hai chúng ta làm thôi. Là tháng 10. À, đây là tháng 11. U khỉ đầu nó dài hẳn ra rồi. Mình đang chỉnh cái gì ạ? Rồi sao cái tháng 10 copy nó lại nằm đây? Ok, và đây sẽ là tháng 10, 11 đúng không? Ờ, chào bạn Tiệp Hoàng. Vô nó cứ chào liên tục. Tháng 10. Ôi hên quá mình có làm lại chứ không là. À, 100 luôn đi. À, mình sẽ gom lại đây coi. 50 đủ không? Không đủ. 75 rồi, à, 75 là vừa. Cứ phải cho nó hẹp hẹp lại nó sẽ hơi khó. Rồi, đại khái là mình đã nhìn được đúng không? Đây mình sẽ bỏ chữ copy này đi. Đấy, bắt đầu là tháng 12. Tháng 12 cái chữ 2 này cũng có 3 chữ. Chứ mà xong tháng 12 là coi như chúng ta xong cái bố cục này đó. Có chứ, làm bỏ xe chứ, làm không lẽ ngồi để thẩm du một mình. Xe câu like chứ. Em kiểu bạn nào cần link thì like pay, click quảng cáo, à, đại khái vậy. À, like pay, share, này, click quảng cáo, này, tag 5 người bạn. À, tiếp tháng 11, tháng 12. Đấy, đại khái ok, xong cái bố cục này. Ơi, mình lại vừa bấm cái gì vậy? À, rồi, ok. Đó, ta có một cái bố cục thứ hai. À, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Đại khái là vậy. Lại về đâu rồi? Ok, Phạm Tuấn Anh vẫn là một câu hỏi. À, khi làm thiết kế bằng Photoshop không bằng AI à anh? Đây là thiết kế mấy cái nhãn sản phẩm kích thước nhỏ 2 cm. Nếu không ai nó bé quá thu nhỏ, kích thước lớn phải mờ. À, nói chung là nếu mà thiết kế thì mình vẫn ưu tiên về cái thằng AI nhiều hơn. Còn Photoshop là chỉ để khi nào mà dùng tới hình ảnh thôi. Ví dụ như là trong phần thiết kế mà các bạn cần hình ảnh á. Đó, thì các bạn sử dụng cái Photoshop thì ok. Còn không á, thì cứ AI cho nó chắc. Tại vì nó là vector mà. Ta muốn muốn mở rộng, muốn thu nhỏ gì nó cũng thoải mái hơn. Chứ còn kiểu như mà làm bằng Photoshop á, thì nó bí lắm. Ví dụ như là chúng ta làm 2 cm, 2 cm thì chúng ta sẽ phải dùng đúng kích thước. Và đúng kích thước thì nó lại quá nhỏ. Đó, thành ra là chúng ta sẽ bị loạn cái mắt, tức là chúng ta chỉnh cái phông chữ nó quá lớn. Đấy, thành ra tới hồi mà mở bằng mở hình bình thường á thì nó lại không đọc được. Ok, cái này cái bố cục này là y chang như cái trước rồi, cho nên là mình sẽ không làm nữa.
À, coi cái này có cái gì lạ. Ôi, bố cục này có y chang. Ôi, sao nãy mình lại tải mấy cái này về nhỉ? Hay là mình tại mình làm xong rồi bây giờ mình mới phát hiện ra là mình làm những cái quá giống nhau. Ôi thật, mình làm quá giống nhau, những cái này mình có hết rồi. Ôi vậy thôi, nói chung là chúng ta xong rồi, chúng ta có hai cái mẫu đại khái dễ dùng. Ôi cái này cũng y chang, chả khác vẹo gì. À, cần một cái gì đó nó khác bọt đi. Như mấy cái này nó cũng na ná với lại cái lúc đầu mình làm đó, nhớ không? Nó cũng xếp xếp như thế này, các bạn về có thể tùy chỉnh lại được. Mình làm để cho các bạn tùy chỉnh lại được hết. Thành ra là mấy cái này nhiều khi nó lại thừa quá. Đó, đại khái này thừa quá. Rồi. Cái này vui này. À, chắc là làm này luôn nha. Nhìn nó hài hài. Ok, mình sẽ làm tiếp cái này nữa. Tức là năm nay có thể là mình sẽ tạo ra cái trend là sử dụng lịch hình tròn. À, cứ như làm lịch hình tròn cái lại nhớ là thằng Phúc xem mấy file này. À, ngon hơn. À, đặt tên là hình tròn 2 đi, chấm AI. Lâu chưa? À, lâu rồi. À, hồi nãy là cái gì rồi? Hồi nãy là tiếng Việt rồi. Đấy là bây giờ mình sẽ để tiếng Anh luôn nhỉ? Đại khái là đang lười. Centimet với xe mình sẽ để là 8.000. Đó là to bự, các bạn thoải mái các bạn chỉnh. Đó. Biết tại sao mình ngại mình chuyển qua tiếng Việt không? Tại ví dụ như là cái khoảng cách này, người ta làm sẵn ra để mà cho nó có cái khoảng cách đúng rồi. Thành ra bây giờ nếu mà mình làm á thì nó lại bị cái vấn đề là về cái khoảng cách đó. Ví dụ December chữ tháng 12 nó là ba chữ, quá nó là quá nhiều chữ. Nó thành ra cái khoảng cách nó sẽ không còn đẹp như vậy nữa. Nên mình nghĩ là mình cứ để nguyên vậy là đẹp nhất rồi. Tiếng Anh thì chắc cũng nhiều bạn trẻ xài được mà đúng không? Mình tin là vậy. Thế trẻ Việt Nam lại có mấy chữ tiếng Anh đơn giản ngày tháng này không biết. Đấy, ok. Ôi, cái này mình sẽ để nguyên tháng mình. Để nguyên này luôn. Đúng rồi, cái này dễ nhìn hơn. Dễ nhìn hơn nhưng mà cái bố cục nó không đẹp bằng. Mình vẫn thích cái bố cục cái kia hơn. Ok, mình sẽ để là vòng tròn 2. Đây, mình sẽ để tiếng Anh luôn. Ok, đại khái đó là cái buổi livestream này cho các bạn theo dõi. Và mình biết là bên này sẽ không like và subscribe được nhỉ. Ok, cứ like pay giùm mình nhé nếu bạn nào chưa like pay. Rồi, bye bye các bạn. Lần sau thì mình sẽ có nhiều cái buổi livestream hơn và sẽ trả lời hết những cái câu hỏi các bạn nếu có. Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon. Mệt rồi.